Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2024, Bộ Tài chính phối hợp với nhóm ngân hàng thế giới đã tổ chức hội thảo khoa học chủ đề Giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại đây, nhiều chuyên gia đánh giá rằng việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là bước ngoặt quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của thị trường, góp phần tăng quy mô, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng tỏ được sức hút, tính hiệu quả chất lượng ngày càng được nâng cao, trở thành một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới. Cụ thể, năm 2023, tổng giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt hơn 418.000 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm 2022. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, chỉ số VN Index đạt 1.284 điểm, tăng 13,6% so với cuối năm 2023 chỉ xếp sau chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản, tăng 20,6%. Hiện tại, Việt Nam được hai tổ chức quốc tế MSCI và FTSE Russell phân loại là thị trường cận biên và được đưa vào chỉ số thị trường cận biên. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, trong trường hợp được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có khả năng thu hút khoảng 25 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế tại hội thảo khoa học giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam một số chuyên gia quốc tế cho rằng thị trường chứng khoán việt nam có tiềm năng to lớn tuy nhiên vẫn còn để ngỏ cơ hội phát triển thành nguồn cung vốn quan trọng việc nâng hạng giúp đẩy mạnh vị thế thị trường của việt nam đảm bảo tiếp cận vốn đầy đủ cho nhà đầu tư nước ngoài với quy mô chứng khoán đầy đủ qua hội thảo các chuyên gia trong nước và quốc tế tiếp tục gợi mở thêm nhiều vấn đề mới cần quan tâm cho các nhà quản lý nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến việc nâng hạng thị trường